lại là Prefer và lại là phút bù giờ. Người hâm mộ Man United tiếp tục trải qua một trận đấu cảm xúc. Quỷ đỏ chịu trận trong suốt 90 phút và chỉ cần đúng một cơ hội để có được bàn mở tỷ số. Phút 90+6, nỗ lực làm tường của Haaland mở ra cơ hội. Từ đường chuyền của Casemiro, Mason Mount tung cú sút chéo góc, hạ gục thủ thành Mark Flecken. Man United tưởng chừng đã bỏ túi 3 điểm, nhưng hàng thủ lại chơi thiếu tập trung ở ngay đợt lên bóng tiếp theo. Phút 90+9, Ivan Toney không chế bình tĩnh trước khi trả ngược để Christopher Ajer thoải mái băng vào dứt điểm, không cho Onana cơ hội cản phá. Trận hòa như một gáo nước lạnh dội thẳng vào hy vọng giành vé tham dự Champions League của Man United. Lúc này, đội bóng thành Manchester vẫn dậm chân ở vị trí thứ 6 với 48 điểm, kém vị trí tham dự Champions League đến 8 điểm. Trận siêu kinh điển của Bundesliga diễn ra giữa Bayern Munich và Dortmund tại Allianz Arena. Chỉ sau 10 phút bóng lăn, Adeyemi đã đưa đội khách Dortmund vượt lên dẫn trước từ pha bấm bóng của Julian Brandt. Sau đó, Bayern Munich tấn công điên cuồng, nhưng hàng thủ của Dortmund đã chờ rất kỷ luật. Đội khách thậm chí có bàn thắng quyết định vào phút 83. Sebastian Haller tạo ra đột biến với pha đột phá trước khi chuyền bóng để hậu vệ biên Reiser sút chéo góc tụt lưới Bayern. Trận thua này khiến đội bóng vùng Bavaria gần như buông xuôi trong cuộc đua vô địch. Trong khi đó, Bayer Leverkusen ghi liên tiếp hai bàn trong những phút cuối trận để có được chiến thắng 2-1 trước Hoffenheim. Bayern Munich hiện đã kém đội dẫn đầu đến 13 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 7 vòng đấu. Tại La Liga, Barcelona thắng nhọc nhằn 1-0 trước Las Palmas tại vòng 30 nhờ pha ghi bàn duy nhất của Rafinha. Đây là trận đấu mà thầy trò Xavi được chơi hơn người ngay từ phút 24 sau tấm thẻ đỏ của thủ thành Álvaro Valdés. Sau khi trở về từ tuyển quốc gia, Ronaldo ngay lập tức được huấn luyện viên Luis Castro bố trí ra chính trong trận đấu với Antalya. Ronaldo đã chơi trọn vẹn 90 phút và để lại dấu ấn với 3 bàn thắng. Phút 65, Ronaldo điền tên lên bàn điện tử với pha xoay người dứt điểm từ đường kiến tạo của Sadio Mane. 2 phút sau, anh hoàn tất cú đúp với một cú sút cận thành. Phút 87, Ronaldo hoàn tất cú hat-trick bằng một pha bật nhảy đánh đầu chuẩn xác. Trước đó, Otavio và Gareth lần lượt ghi bàn để giúp Al-Nassr có được chiến thắng 5-1. Al-Nassr vẫn đang bị Al-Hilal bỏ xa đến 12 điểm trên bảng xếp hạng. Trước Antalya, Ronaldo đã có một màn trình diễn đầy bùng cháy. Tiền đạo 39 tuổi tích cực thực hiện những pha đột phá sút xa để gợi nhớ về thời kỳ đỉnh cao của anh. Thậm chí tiền đạo sinh năm 85 còn biểu diễn kỹ thuật Ronaldo Chop khiến cho đối thủ bị trượt ngã. Trên sân vận động G-Tech của Brentford, Varane chỉ chơi được 45 phút của hiệp 1 trước khi được Erik ten Hag rút ra sân. Trung vệ người Pháp đã gặp một chấn thương mắt cá, sau đó Lindelof không thể kết thúc trọn vẹn 90 phút thi đấu. Anh được thay ra bởi Lisandro Martinez ở phút 69. Chưa rõ vấn đề của Lindelof gặp phải là gì. Mất cả Varane lẫn Lindelof khiến nhân sự của Man United ngày càng bị bào mỏng. Trước đó, đội bóng đã không có Luke Shaw và Malaysia vì những chấn thương khác nhau. Theo Goal, Varane đã cho biết với nhà báo Steven Ralston rằng chấn thương của anh không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, chưa rõ Varane sẽ phải cần bao lâu để hồi phục. Chỉ có được một điểm trước Brighton, Man United gần như đã không còn hy vọng chen đua vào top 4. Họ cách đội xếp thứ tư là Aston Villa đến 11 điểm. Trong khi đó, Tottenham Hotspur, đội bóng xếp thứ 5, cũng đã hơn Man United đến 8 điểm. Mặc dù vậy, khi trả lời Match of the Day sau trận đấu với Brentford, Erik ten Hag cho biết: "Vẫn còn rất nhiều trận đấu phía trước, chúng tôi sẽ cố gắng giành điểm tối đa. Vào cuối ngày, phần thưởng rồi sẽ đến." David Moyes thừa nhận việc đưa Calvin Phillips vào sân trước Newcastle không hiệu quả. Trong 21 phút mà tiền vệ người Anh góp mặt, West Ham từ chỗ thắng 3-1 trước Newcastle đã bị ngược dòng và thua chung cuộc 3-4. Các cầu thủ viên vẫn mong muốn chụp ảnh cùng Calvin Phillips sau trận đấu, nhưng cầu thủ này lựa chọn việc lên thẳng xe buýt của đội. Khi đó, một cầu thủ viên đã hét lớn: "Thằng vô dụng!" Và ngôi sao của West Ham đã giơ ngón tay giữa về các cầu thủ viên. Đó là khi sự tức giận của đám đông cổ động viên bị đẩy lên và họ đồng loạt hô cút đi. Calvin Phillips là cầu thủ mắc lỗi khi West Ham phải chịu quả phạt đền và để Alexander Isak rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Đó cũng là bước ngoặt dẫn đến màn ngược dòng phi thường của Newcastle. Chelsea tiếp đón Burnley với mục tiêu không khác gì ngoài 3 điểm để tiếp tục cuộc đua cho một tấm vé tham dự cúp châu Âu. Chơi không thực sự lấn lướt trước đội bóng đang xếp chót bảng, nhưng Chelsea lại được hưởng liên tiếp những lợi thế trong một hiệp đấu. Trọng tài Darren Ilan rút liên tiếp hai tấm thẻ đỏ cho Burnley.
Cole Palmer là người bước lên chấm 11m và cầu thủ này dễ dàng đánh bại thủ môn đối phương với một pha thực hiện Panenka đẳng cấp. Với bàn thắng ghi được mới nhất, Cole Palmer đã ghi tên mình vào lịch sử Chelsea khi trở thành cầu thủ thứ 5 đạt 20 bàn thắng trong một mùa giải Premier League đầu tiên cùng câu lạc bộ. Cole Palmer cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất từ trước đến nay của Chelsea góp 20 bàn thắng, trong đó có 12 pha lập công và 8 kiến tạo trong một mùa giải Premier League. Cole Palmer là cầu thủ 21 tuổi đầu tiên làm được điều này trong lịch sử câu lạc bộ. Trận hòa 2-2 trước Burnley khiến Chelsea vẫn đang dậm chân ở vị trí thứ 11. Kế hoạch của Bayern Munich buộc phải thay đổi khi Xabi Alonso, mục tiêu số 1 được thay thế Thomas Tuchel, tuyên bố sẽ tiếp tục dẫn dắt Leverkusen mùa sau. Theo Bild, Bayern Munich giờ đây sẽ tập trung vào quá trình đàm phán với Zinedine Zidane. Truyền thông Tây Ban Nha thân Zidane cũng đã đề cập đến việc cựu huấn luyện viên của Real Madrid nhận được lời đề nghị từ Bayern Munich. Zidane từng tuyên bố ông rất nhớ công việc huấn luyện cũng như áp lực khi được chỉ đạo các trận bóng. CEO Jan Christian Dresen hiện đang triển khai các bước trong dự án bóng đá mới nhằm thuyết phục Zidane. Theo dự án của ông Dresen, Zidane sẽ không đi một mình đến Allianz Arena mà sẽ còn có Franck Ribéry. Trong trường hợp Zidane nhận lời dẫn dắt Bayern Munich, Ribéry sẽ là một trong những trợ lý. Ribéry từng là đồng đội của Zidane trong thời mà cả hai gắn bó từ đội tuyển Pháp. Họ cùng nhau tham dự World Cup 2006. Dresen tin rằng Zidane chính là giải pháp phù hợp có thể giúp Bayern Munich phát triển mạnh mẽ về cả giá trị thể thao lẫn khía cạnh thương mại. Trong danh sách những cầu thủ vĩ đại nhất một thời đại do tạp chí Daily Mail của Anh bình chọn, thật bất ngờ khi Cristiano Ronaldo lại xếp ở vị trí cuối cùng, trong khi đó Messi lại đứng trên nhiều tên tuổi huyền thoại khác. Daily Mail cho rằng thành tích ghi bàn, khả năng chọn thời điểm và không gian của Messi là điều phi thường. Pha đi bóng từ giữa sân rồi kiến tạo cho Julian Alvarez ghi bàn trong trận bán kết World Cup 2022 chỉ là một trong nhiều khoảnh khắc thiên tài của Messi. Daily Mail khẳng định bằng chiếc vô địch World Cup 2022, Messi đã xóa tan nghi ngờ cuối cùng về việc anh là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Cầu thủ người Argentina vượt qua cả hai bậc tiền bối là Pele và Maradona để đứng đầu danh sách top 10 huyền thoại của Daily Mail.